chú anh chị và bạn quay lại với kênh Tin Ba Miền nha cả nhà. Tin Ba Miền chào anh chị Cảnh tới nhà của anh của mẹ Xuân để anh sắp xếp công việc. Anh chú anh chị sáng luôn mà em cũng quay chia sẻ nha cả nhà xem luôn. Hello mọi người nha, ngày hôm nay thì chị Cảnh quay qua cái căn nhà mà má Xuân đã mua cho chị Cảnh là mọi người. Cái này thì không phải là nhà má Xuân mua cho, nhưng mà thật ra thì cái phòng này là chị Cảnh sẽ toàn quyền sử dụng luôn. Nói chung là thích ở thì ở, thích đi thì đi á nha. Cho nên là tại vì chị Cảnh thì thường mọi người biết đó, chị Cảnh thì nuôi hai con cún với lại hai con mèo, rồi thêm nữa là chị Cảnh thích đi á, nhiều á mọi người. Nhiều khi mình làm việc ban đêm bằng hôm nữa, cho nên chị Cảnh cũng hơi bị ngại á, tại vì mọi người cũng biết đó, cái nhà này là, đây là một cái căn nhà cao cấp nha mọi người, đây là một cái căn nhà cực kỳ cao cấp luôn, cho nên không có thể nuôi thú cưng được nha. Cho nên má Xu đã rất là nhiều lần đề nghị chị Cảnh á, là qua đây ở, thì chị Cảnh không có chịu qua mọi người, chị Cảnh không có chịu qua. Nhưng mà bây giờ thì chị Cảnh sẽ nói cho cô chú anh chị vui nha, là chị Cảnh sẽ dọn đồ về quê á, dọn những cái đồ bên kia về, sau đó thì chị Cảnh sắp xếp ở dưới xong rồi, thì lâu lâu chị Cảnh thấy mà Hồng Loan có sự kiện hay là khai trương đi hát đi hồi đó, thì chị Cảnh sẽ lên đây ở khoảng một tuần hai tuần gì đó, thì chị Cảnh lại tiếp tục về dưới để mà ở gần nhà, có nghĩa là đi lên đi xuống á. Cho nên là mọi người ơi, chị Cảnh sẽ có một cái phòng rất là đẹp luôn nè mọi người, để mà có thể ở đấy. Mọi người cứ yên tâm đi, dù cho chị Cảnh có về quê đi chăng nữa thì chị Cảnh cũng có phòng riêng để mà ở Sài Gòn nha. Và để bây giờ chị Cảnh sẽ khoe quà cho mọi người nha, là má Xu nghe tin là sắp tới chị Cảnh sẽ đi dự sự kiện á mọi người, liên tục á, cho nên má Xu mua rất là nhiều đồ cho chị Cảnh luôn nè mọi người đó, rất là nhiều quần áo luôn á. Mà má Xu thì thường mua cho chị Cảnh một lần là 10 cái, chứ không có mua lẻ nha, mua một lần rất là nhiều luôn á mọi người, thấy không? Những cái áo này giá rất là mắc nha, một cái như vậy là giá gần 1 triệu một cái đó nha mọi người. Đó thì đây nè, đây là cái áo này, cái áo rất là mắc luôn nè mọi người. Cái áo này là của Burberry nè mọi người, Burberry, cái áo này cực kỳ mắc luôn á, đây là hàng hiệu nha mọi người nha. Đó, chị Cảnh có rất là nhiều áo luôn nè mọi người, thấy chưa? Đó, còn cái này là áo thun nha, áo thun rất là dễ thương nè mọi người. Đó, đây là Masu mua tặng cho chị Cảnh đó mọi người. Đó, thì đây là cái căn phòng của chị Cảnh. Thì mai mốt á, chị Cảnh về quê, nhưng mà mai mốt khi mà chị Cảnh lên á, thì chị Cảnh sẽ ở đây nha. Mọi người thấy căn phòng này có đẹp không? Rất là dễ thương, rất là đẹp nè. Rồi, ở chỗ này là chỗ làm việc của chị Cảnh nè mọi người. Chỗ này là chỗ làm việc của chị Cảnh nha. Về bữa nữa thì chị Cảnh sẽ làm việc ở đây nè mọi người. Đó, đây chị Cảnh là về bữa chị Cảnh sẽ làm việc ở đây nha mọi người. Thì đó, khi mà chị Cảnh lên thì chị Cảnh sẽ quay những cái video đồ này nọ, hoặc là chị Cảnh sẽ live stream. Rồi về bữa chị Cảnh sẽ bỏ những cái hàng hóa vào trong những cái này nè. Ở đây là nguyên một cái tủ rượu luôn nha, tủ rượu này nó rất là mắc tiền luôn nè mọi người, tủ rượu này rất là mắc tiền luôn á, đủ rượu cực kỳ mắc tiền luôn đó mọi người, thấy không, rất là mắc tiền luôn. Còn ở đây thì nói chung là có rất là đầy đủ trang thiết bị, rồi mọi người thấy không, cái đèn chùm luôn là mọi người, rất là đẹp luôn, mọi người thấy không, đèn chùm đẹp, rất là đẹp, không gian nó rất là sạch sẽ. Cho nên là tại vì á, lẽ ra là chị Cảnh đã đi qua đây rồi, nhưng mà tại vì vướng bận hai cái con chó, hai cái con mèo, cho nên không có đi được. Mà ở nơi đây là nó rất là sọc, mà hai con chó của chị Cảnh nó rất là khá không có khôn đó mọi người, nó không có biết đi vệ sinh đó, cho nên nhà như thế này thì không thể nào mà dẫn qua được. Đó là lý do vì sao mà chị Cảnh không có qua. Nhiều người hỏi là tại sao ở Sài Gòn chị Cảnh cũng có nhà, má Xu cũng có cho phòng, mà tại sao không qua, đó là tại vì bị vướng hai cái con bé cún. Thì bây giờ chị Cảnh sẽ tống về quê hết rồi, chị Cảnh sẽ dọn tất cả đồ đạc ở bên nhà đó về, còn sau đó thì chị Cảnh sẽ đi qua bên đây ha. Đó, mọi người nhìn thấy cái căn phòng không, rất là rộng. Và ngoài ra thì cái căn phòng này có một cái ban công cũng khá là đẹp luôn á mọi người. Cái căn phòng này có ban công đẹp nha, mình có thể nhìn qua công viên luôn á mọi người. Đây mình có thể nhìn qua công viên luôn á mọi người, đây nè. Không, buổi tối mình có thể mở ra đây, mình nhìn ở ngoài kia là chung cư rồi công viên rồi, rất là đẹp. Mình nhìn xuống công viên rất là thơ mộng luôn mọi người. Hoặc là mưa mưa rồi đó, mình quay vô rất là đẹp luôn nha.
đây là căn phòng mà má Su dành riêng cho Chí Cảnh đó, chứ thật ra thì không phải là Chí Cảnh không có nhà, nhưng mà tại vì do Chí Cảnh nuôi thú cưng đó, cho nên Chí Cảnh ngại, Chí Cảnh không có qua tại vì sợ làm ảnh hưởng tới má đó. Tại vì nhà này là nó rất là sạch sẽ, nó rất là thơm tho, mà mình đi qua như vậy thì cũng rất là kỳ với mọi người đó. Mọi người thấy căn phòng không? Rất là rộng rãi, rất là đẹp luôn đó. Mọi người cũng có bàn làm việc rồi luôn á nha. Đây cũng có bàn làm việc rồi luôn nè mọi người, đầy đủ luôn, rất là tiện lợi để Chí Cảnh có thể live stream quay video nè. Ở đây là ở trong phòng nha. Ngoài ra thì Chí Cảnh có thể đi ra cái khu vực này, khu vực này để mà mình có thể làm việc đó. Mọi người thấy cái căn phòng không? Rất là sang trọng luôn. Còn đây là phòng của má Su nha. Đây là phòng của má Su. Đây là phòng của má Su, và đây là phòng của hai đứa em. Đây là phòng của hai đứa em, chỗ này là nhà vệ sinh nha mọi người đó. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để mọi người có thể xem sơ sơ cái nhà nha. Cái căn nhà này thì nó khoảng trên 100 tỷ nha mọi người. Mọi người thấy không? Đây là một cái căn nhà rất là đẹp luôn á mọi người. Cực kỳ đẹp luôn á. Rất là mắc tiền luôn đó nha mọi người. Đây là cây phát tài, rất là mắc tiền luôn. Và tất cả nhà này là đều là thiết bị thông minh hết luôn á mọi người. Nội cái hệ thống mà đèn điện thông minh, robot rồi này nọ là đã rất là bắt luôn á. Đó, cái này mọi người nhìn đây, để khoe cho mọi người. Đây là cái bó hoa mà hôm bữa Chí Cảnh nè, chị Ni với lại Trương Bảo Xuyên với lại em Trương Nam Thành tặng sinh nhật má Su á mọi người đó. Đây là một cái bó hoa rất là đẹp luôn á. Hôm bữa chị Ni với lại Trương Bảo Xuyên là hai cái người em rất là thơ thân của má Su, rồi Chí Cảnh với Trương Nam Thành có tặng má Su một bó hoa nha. Còn ở đây là một cái khu vực rất là linh thiêng nè. Đây là một khu vực rất là linh thiêng, thì mọi người thấy má Su rất là chú trọng vào cái khu vực thờ phượng này nha mọi người. Hoa hỏa rất là đầy đủ, chân rất là đẹp luôn á mọi người. Còn đây là những cái linh vật phong thủy nha. Đây là những linh vật phong thủy nha mọi người nha. Đó, đây là tivi, tủ lạnh. Còn đây là bộ sofa. Khi mà mình làm việc mà mình mệt mỏi thì mình có thể ra bộ sofa này mình ngồi nha. Đó, đây là một cái bó hoa tiền. Bữa hôm sinh nhật thì cũng có nhiều người tặng má Su á mọi người. Đó. Ai cái con gấu này dễ thương quá vậy. Đây là con gấu này dễ thương quá nè. Ê, con gấu này dễ thương quá, chúc mình sẽ sinh má Su nha. Ê, con gấu này rất là dễ thương luôn. Nhỏ thì bây giờ mình sẽ quay sơ sơ. Nhà rất là sạch sẽ, rất là đẹp đó mọi người. Rất là sạch sẽ. Còn đó là khu vực bếp. Đó là khu vực bếp, mỗi nhà gia đình sẽ tập trung vào đó ăn uống. Tập trung ăn uống. Còn kia là tủ lạnh rồi. Ê, cái hồ sinh thủy này sao mà bây giờ nó bị héo quá. Ông má định qua một cái này để mới làm cái hồ cá. Tại vì cây á là phải chăm nó liên tục quá. Nó chăm liên tục với lại không biết sao nó không có đợi đủ cái ánh sáng rồi này kia. Nó ấy, cho nên mới kêu để mới làm nó cải thành cái hồ cá. Cá bảy màu đúng không? Cá bảy màu. Mình thích nuôi con bảy màu ra. Con ngóng. Anh cơm chồng ơi, Nga Trang chào chị. Cái tủ lạnh này là một cái tủ lạnh của Samsung nha, rất là thông minh luôn. Và mọi người có thể coi tivi gì đồ luôn á mọi người. Giống như kiểu mình ở trong nhà bếp, mình vừa ăn cơm á mà mình ở trong có gì luôn. Mình ở trong mình ăn cơm mà mình làm biếng cầm điện thoại, mình có thể coi tivi, mình nghe nhạc đồ này nọ đồ luôn á mọi người. Còn ở bên trong này rất là nhiều Phương Anh ngăn luôn á. Cung. Đây là mọi người rất là nhiều luôn. Đó. Mấy bữa ăn mấy chị ăn cơm sớm rồi. Ở đây là khu vực nước. Bữa nay chị mới dạy tự động dạy mọi người đậu đó. Đó mình làm nước mình có thể kéo qua kéo lại, mình rửa ráy rồi nó rất là thuận tiện luôn á mọi người đó. Thấy không? Còn đây là cái chỗ mà mình rửa xong mình úp lên. Ở đây là giống như kiểu mình có thể đựng gạo trong đây luôn nè mọi người. Nó rất là hiện đại luôn á. Mình đựng gạo xong mình để xuống đó là nó sẽ lấy ra luôn á. Còn ở đây là con cá bảy màu nha. Đây là con cá bảy màu. Con cá bảy màu là điểm nhấn của căn bếp nha mọi người nha.
Con cá bể mèo này giá rất là mắc đúng không? Mắc. Nguyên cái bộ con cá này là có bóng đèn luôn á nha mọi người. Bóng đèn là sẽ gắn vô hai cái này nha mọi người, nó sẽ chiếu lên rất là đẹp luôn á. Long giờ này chuẩn bị hát ở sân khấu. Còn con ve. Lúc tối thấy con ve đi mua đồ ăn về ăn ở nhà đó mọi người. Nghệ sĩ